Hai chị em nha. Cho nên nó quay trở lại với kênh 19 kênh 1995 của mình ha. Rồi kênh này mình tiếp tục chia sẻ với em các file viết lá Play2R và cái liên minh huyền thoại nha. Thì mình sẽ tiếp tục cập nhật những thủ thuật ở trên kênh này luôn. Anh em chịu khó đăng ký. Anh em đăng ký để mình đạt người 1000 lượt đăng ký sớm anh em. Đó, anh em đăng ký miễn phí nha. Rồi nhớ xem hết video để ủng hộ giúp mình. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ với em cái file Fitlet Play2R phiên bản 1.23 ha. Thì đầu tiên anh em cần tải cho mình một cái ứng dụng quản lý file, thì anh em vào Save Play nè. Rồi anh em bấm cái tìm từ khóa có tên là Yachiever ha. Đây anh em tải cái ứng dụng Yachiever này đi. Ứng dụng này rất là dễ xài, anh em có thể giải nén file rất là ok. Đó, sau khi anh em bấm tải về chúng ta mở lên. Và anh em tải dưới phần mô tả video có cái file Bitlet Play2R bản 1.23 ha. Đây. Đó, cái file này nặng khoảng 4MB anh em. Rồi ok, chúng ta bấm vô, chúng ta giải nén nha. Anh em nào sử dụng Android 11 thì chúng ta nên bấm vào giải nén cái file này ra. Rồi, nó có cái thư mục như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ bấm lên cái chỗ chữ Play2R nè, phía trên này nè. Chúng ta bấm vào những thiết bị. Rồi anh em bấm cái từ chỗ mà bấm vào cái thư mục Android nè. Một Android màu trắng nha. Chúng ta bấm vào cái phần data nè. Rồi chúng ta tìm xuống cái phần là Play2R ha. Đây đây, com.hyrin Play2R. Chúng ta xóa bỏ cái data này. Đây là data gốc của game. Rồi chúng ta xóa bỏ, rồi chúng ta bấm lên. Bấm bỏ những thiết bị. Rồi anh em kéo xuống cái thư mục mà chúng ta mới dạy nén nãy nha. Rồi anh em mới dạy nén nãy đó. Đây. Rồi chúng ta bấm vào cái thư mục Fitlat Play2R T6 này. Đây, ta bấm vô cái nữa. Ta bấm vô cái nữa nha. Thì đây là cái file chúng ta nè. Anh em nhớ sao chép đúng nha. Ở đây mình chọn cắt nè anh em. Bấm cắt. Bấm lên, bấm bộ những thiết bị. Bấm vào thư mục Android, bấm vào thư mục data nha. Chúng ta dán vào data. Rồi ok. Giờ xong dán nhanh gọn lẹ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào Play2R luôn. Đây chúng ta sẽ kéo cái Play2R ra. Đó, anh em không cần làm gì nữa. Chúng ta chỉ cần chơi game thôi. Rồi. Ok. Mình sẽ cái máy này, cái máy mình đang quay cho anh em thì cái máy này nó không có hỗ trợ Play2R luôn nè. Đó. Nó không hỗ trợ nữa. Nên là mình đã chia sẻ anh em cách tải rồi đó. Anh em xem ha. Thì cấu hình cái máy này khá là yếu luôn nè. Rồi lên rồi nè, phiên bản 1.23 ha. Rồi ok. Rồi nó quà cũng khá ok ha. Đó, mình sẽ để cho anh em xem tốc độ load này, đó ok ha. Đó, anh em thấy cái số nó nhảy kìa. Nhảy điên cuồng luôn ha. Rồi đó. Ok, chạm vô màn hình. Ở đây mình đăng nhập rồi anh em. Rồi con nó load nó bị đứng không ha. Đó, anh em thấy nè. Đây mà coi cái máy chúng ta có bị đứng không? Nhiều anh em nói bị đứng gì đó. Không anh em, đó, vô bình thường. Đây là nick chính luôn nè. Đó, anh em thấy chưa? Ngon lành cành đào luôn. Đó. Ok, mình sẽ tiến hành quét cho anh em xem luôn nè. Đó, anh em thấy chưa? Đó, cái máy này nè, đó cái máy Asus nè, Asus trên phone 4 mắt nè, mình cho anh em dọn phía sau ha. Thì cấu hình chip 425 đó anh em nào bãi biển nha, bãi biển mình đi câu cá thử cho anh em xem nha. Rồi mình sẽ đi di chuyển một vòng nha. Mình đi di chuyển một vòng xem sao. Đó, mình sẽ tập trung fit lag trên kênh này nha anh em. Còn game Free Fire và game Liên Quân thì mình sẽ làm trên kênh 1995 Vlog nha. Và những cái thủ thuật khác thì cũng nằm ở trên kênh đó luôn. Còn ở đây thì mình sẽ tập trung vào hai cái nội dung như thế này. Đó, anh em đăng ký giúp mình nha. Rồi ok, anh em nào nói cái phần là cabin nè. Đó, cái phần này bây giờ mình vô thử nha. Vô cho anh em xem cái phần cabin này luôn. Đó, anh em đừng tua video nha. Nhớ xem hết video của mình. Mình test cho anh em rất là kỹ nè. Nhiều anh em nói trên kênh chính, trên kênh 195 của mình đó, có cái phần này nó bị lỗi gì nè. Đâu, mình sẽ vào cho anh em xem nè. Đó anh em, mình vào bình thường luôn ha. Đó, mình vô bình thường nè. Rồi bơi ghe luôn nha, bơi xuồng nè, bình thường nha, phần cabin nè.
ở cái pin này. Đó bây giờ mình sẽ tới cái thác này, mình đi câu ở đây ha. Đó anh em thấy cái file như thế nào comment cho mình biết ha. Chứ phần bình luận á mình sẽ đọc hết, rồi mình có thời gian là mình sẽ gift cho anh em hết này. Rồi mình sẽ quăng câu thử nha. Đây nè. Rồi ok quăng câu. Đó. Rồi ok, auto câu cá thì mình đã có làm video chia sẻ anh em rồi, anh em nhớ xem lại nha. Cũng làm trên kênh này luôn đó. Rồi con cá chà bá luôn rồi. Đó, cá chà bá luôn. Thì cái này câu cũng khá dễ anh em. Đó. Rồi mình đang test bản fish lát cho anh em luôn đó nha. Rồi ok. Con cá đâu rồi? Cá nó ăn ta. Dạ mũi cắn quá. Trời cá đâu mất tiêu rồi. Đây đây. Ôi giời ơi. Mình nhìn lộn cá của mấy bọn kia đó nè. Rồi mình sẽ để lại mình câu một lần nữa nha. Tại nhiều cục mồi quá mình nhìn không có rõ. 2-3 cục mồi ngay đây luôn nè. Rồi không biết cá của ai ăn mồi của ai nữa. Rồi ok, thấy mượt mà. Cái máy này cấu hình khá là cùi. Và thêm cái nữa là đây là khá đông người nữa. Khá đông người luôn. Rồi con cá đang ăn cái cục mồi của mình nha. Rồi bấm nè, đó giật nè. Vãi nồi. Rồi ok. Giật con cái nữa kìa. Đó nè. Giật con cái nữa nha. Khá ok mà ta nè. Mượt mà như thế nè. Đó. Rồi ok. Trời ơi nó bơi nó nhảy dùm lum hết trơn. Đó mình sẽ vào cái chỗ đông người như thế này. Rồi ăn đi em yêu. Rồi một cái. Nó đụng rồi, nó đụng vô rồi. Rồi bấm vô. Hôm nay xui xẻo sao ta. Thôi mình xui thiệt luôn. Rồi mình sẽ hoành ra cái chỗ mà bãi biển nha. Câu thêm cái nữa. Test cho anh em xem một cái nữa. Đó. Nhiều anh em nói cái ngay chỗ cặp